Rồi cảm ơn. Ok, đã nhận hàng đây. Đây, anh Phú sống TV. Đến từ Bastery, Hà Nội. Bây giờ lên nhà và mở hàng ra. Ok, đi thôi, lẹ. Đây là cái bao da của chìa khóa xe VinFast. Mình đợi cũng lâu lắm rồi. Ok, lên và mở ngay. Chào mừng các bạn quay trở lại. Đây là kênh Sống TV. Và bắt đầu thôi. Khui nào. Đây là mình đặt từ anh Đào Thái Hà ở Bashery. Mình sẽ để cái link mà Facebook hay là website của anh đó ở trong phần miêu tả của video clip này. Và bạn có thể liên hệ và đặt hàng. Đầu tiên hãy nói về đóng gói. Cái hộp này là cái hộp để vận chuyển. Nó mang tính chất bảo vệ là chính. Và đây, ở bên trong này có thêm gì đây? Chưa tới nữa. Đây. Đây mới là cái hộp hoàn thiện của nó. Wow, coi nè, logo đây. Bashery Leader Good. Wow. Da tốt ha, Bashery. Ok, mở ra. Ở trong có nhiều hộp nhỏ. Hãy lấy ra. Wow. Chắc là phụ kiện. Đây, một cái đai móc khóa và cái này là giống như con ốc vậy đó. Rồi, để đây. Cái hộp này. À, cái này không có gì hết. Ở trong là cái đế thôi. Nó giống như cái đế để chèn vô thôi. Rồi, tiếp theo. Cái này là gì nè? Chắc chắn rồi. Trong này hết rồi. Thì cái này là cái bao da chứ là cái gì. Đúng không? Wow. Wow. Hết. Và đây là... anh đóng cho một cái túi vải giống như là để bùa lấy hên vậy đó. Wow, đây. Wow. À, đây là cái thoát này ảnh làm thêm cho mình cái số điện thoại, và khi mà mình gắn nó vô á thì để lỡ mà như mình làm rơi mất hay là thất lạc ở đâu đó đó thì cái người mà người ta nhặt được người ta có thể thấy. À đây, gọi điện thoại này trả cho ông đó, không thôi ổng mất chìa khóa, tội nghiệp ổng, đúng không? Rồi, thôi, bây giờ đầu tiên hãy nói về nó. Chất liệu, đây, bạn coi. Mình sẽ quay cận cảnh một tí để bạn cảm thấy là nó như thế nào. Đầu tiên là da thật rồi, đấy. 500-600 ngàn cái, mà nói sao bán da giả được, bán da giả bị chửi chết. 500-600 ngàn đó, không rẻ đâu. Ha. Bởi vậy, đầu tiên nó là da thật, cầm bên ngoài, nó... êm tay lắm, mình bên trong cũng êm nè. Đây. Và bạn xem cái đường may đây. Wow, thấy chưa? May bằng tay nha. Bây giờ mình làm sao ta? Lấy cái chìa khóa. Đây, VinFast. VinFast Lock A. Chìa khóa của nó đây. À, cách mà bỏ vô thì nó cũng hơi khá là bạo lực tí xíu ha. Bạn phải nhét nó vô. Ok. Rồi. Mực mà ha. Rồi đây. Bỏ khóa vô, nhìn nó êm hơn. Cầm cái khóa, nó sướng tay hơn nhiều so với trước đây. Không phải là chê, nhưng mà cái khóa xe VinFast á, cái phần mà nhựa bên ngoài, người ta làm hơi nhiều tí. Nên thành ra là khi mà cầm á, nó không có đã tay. Và cái bao da này của anh Thái Hà Bashery, nó làm cho mình... nâng tầm cái
chìa khóa của mình lên và mình cảm thấy rất thích nó và thật sự nó đáng tiền. Trước đây á, thì mình có một cái của Mazda 2, mình cũng có review rồi, và khi mà mình đổi xe thì mình đặt mua cái này. Này, wow, ngon đó. Và thời gian để mà bạn có được cái này á, thì nó sẽ tốn đâu đó tầm khoảng 3 ngày để đặt hàng sản xuất. Bạn đặt rồi mới sản xuất nha, chứ không phải là có sẵn để bạn mua đâu. Sau này á, thì có thể anh Thái Hà anh sẽ làm nhiều hơn và sẽ sản xuất được hàng loạt. Còn bây giờ thì bây giờ mình gắn cái này vô thôi. Để xem nào. Là cũng khó thiệt chứ không dễ đâu. Đây, như vậy nha. Như vậy, như vậy. Ừ. Cái này sẽ nằm bên dưới. Sổ quà. Đấy, như vậy. Rồi sau đó, đây, bạn thấy chưa? Cái đai này nó nằm bên dưới. Sau đó mới lấy con ốc này. Mở ra, mở ra. Mở ra, mở ra. Gắn nó vô đây. Phải đảm bảo là nó xuyên qua được ba cái lớp da ha. Như thế này. Và vặn nó lại. Đúng rồi. Mình biết không? Hay là như thế này, chắc là như thế này, như thế này mới vặn được đây, vặn như thế này mới chắc chứ xuyên qua ba lớp da thì đúng là cực lắm. Rồi bây giờ cái này bấm vô đây, à đây đây đây, chỗ này ảnh có khớt thẳng một tí chỗ này để cho mình bấm vô cái lỗ này, và bây giờ thì nó sẽ gắn vô như thế này ha. Rồi xong bước một rồi, rồi vỡ mồm tôi rồi, cái này đâu có khoen đâu, nghĩa là cái này nó phải vô đây nè. Tháo ra lại. Đây. Gắn ông này vào. Chưa, 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 chưa. Thêm thằng này nữa. Hay thằng này nằm bên ngoài ta. Đúng rồi, nằm bên ngoài đi. Đây, gắn ông này vào. Bấm vậy. Rồi, gắn vô. Đây, có vẻ hơi bạo lực tí xíu. Rồi, tiếp theo, ông này gắn vô cái chỗ này đi. Cái này là cái khuyên bình thường thôi, thì bạn cứ xỏ nó vô giống như khuyên chìa khóa nha. Rồi đây hoàn thiện, wow, đây cầm cái này móc vô cái chỗ nào đó cái đai quần của bạn này đấy ha, rồi mở ra mở vô được nè, đó ngon chưa. Và cái này làm bằng kim loại ha, xịn sò ấy. Tiếp theo là tới cái này. Cái này thì dễ gắn sai lắm nha. Hồi lúc trước mình xài cái khóa kia mình gắn sai hoài à. Cái đuôi này nè, cái đai chỗ này nè, nó phải nằm ở chỗ gần cái khóa để nó đảm bảo là nó khóa chắc lại. Vậy thôi. Rồi đây. Wow, cầm vô. Sướng tay thiệt. Đúng là hàng mà mắc tiền xài đã. À và phải nói thêm á, đó là cái này mình mua nha. Thật sự anh Đào Thái Hà ảnh có cái nhã ý anh tặng cho mình để làm review cho các bạn, nhưng mà không, mình thì mình thích là cái gì mình đã thích thì mình sẽ mua. Và trên thị trường nó sẽ có nhiều cái chỗ làm những cái bao da dạng này cũng handmade như thế này. Tuy nhiên khi mà bạn xem video clip này, nếu mà bạn cảm thấy thích thì bạn cũng có thể liên hệ anh Đào Thái Hà ở cái link bên dưới, mình sẽ để trong phần mô tả và phần comment, bạn có thể liên hệ qua đó để bạn mua và bạn có cái chìa khóa xịn sò giống như mình đang cầm ha. Ok, và video clip này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Goodbye.